Anh Đỗ, anh đã nấu cơm bao giờ chưa? Anh đã nói thật với em ấy, anh là người thích nấu ăn. Và anh đã nấu được rất nhiều món ăn luôn. Anh sắp tới anh cũng làm vlog nấu ăn đấy. Nhưng mà anh không làm như người ta đâu. Người ta toàn làm đi mẹ mà thịt luộc, xong rồi là đi mẹ mà trứng rán, rồi là các kiểu. Thì mấy món đấy bình thường quá. Anh cũng đéo làm những cái món kiểu cao cấp hẳn, kiểu mấy món đồ Tây. Thì đi mẹ mày thề người Việt xem thì ăn thế đéo là được. Ăn mấy cái đồ nhiều mỡ lắm, bảo sao lại béo. Anh chỉ làm những cái đồ kiểu bình thường thôi. Nó không quá cầu kỳ, nó đéo quá đơn giản. Sắp tới mình sẽ làm các bạn nhá. Good. Đi. Xong rồi đéo có xe, đi con mẹ mẹ ăn lòi. Xe máy. Này, được hai người thôi. Em đâm được hai thằng củ lồn này ngay bên phải anh đây. Em nhìn thấy không? À hay lấy xe máy cũng được, lấy xe máy được này, nó ngay trên đầu anh này. Đợi. Lên bạn ơi. Nhanh xong lên chiều với Buggy đi, không nó lấy bây giờ. Đợi, được rồi, em. Địt mẹ mà đâm nó, đằng sau còn thằng này em ơi. Đúng vậy. Đằng sau em ơi, bên phải có một thằng này em ơi. Để anh đập chết thằng này không phải kẹp lại nó đâu. Đúng rồi. Đâu anh ơi. Đây này, nó ngay dưới biển. Đây này, trước mặt anh này, nó chạy vào kho đấy. Nó chạy tốc độ khủng khiếp này các em ơi. Nó quay lại gốc cây, nó quay lại gốc cây. Đúng rồi. Ôi. Thật sự đấy ra Hà Nội chưa? Hả? À, ngày mai em mới chuyển máy anh. Còn ngày 11 em mới bay ra. Uầy. Ô thế chuyển máy ra trước thì mấy ngày mày ở Sài Gòn mày chơi cái đéo gì? Em hai máy lận. Uầy. Khiếp nhở. Nói đúng giọng người có tiền. Được bạn ơi. Đúng là du học anh. Du học sinh có khác. Du học sinh. Ủa? Sơn Ích, ngày xưa mày sang Mỹ du học là mày tự túc à? Hay là học bổng hay là như nào? Hả? À, tự túc anh. Ủa? Học ngu bỏ mẹ có học bổng. Thế một năm mà mày đi học ở bên Mỹ, cả chi phí học, cả chi phí ăn ở mấy em không biết một năm bao nhiêu, nhưng mà một tháng em đóng tiền học là tất cả môn học của em là tầm 6-7 nghìn ấy, chưa tính tiền đổ xăng, ăn uống sinh hoạt các thứ ấy. Tháng xúc miệng khoảng 10 ngàn, tức là một tháng mất khoảng 220 triệu 800. Nhưng mà tao thấy mày, ví dụ mày đi Mỹ về học, tao thấy chả khác cái đéo cả. Tiếng Anh mày cũng ngu hơn tao cơ. Các bạn ạ, đéo nói tiếng Anh được mà nó cũng đéo đi mày. Dịch tiếng Anh được. Hôm trước nhờ nó đi nói chuyện với cả thằng Tây để làm server GTA, nó cũng bảo là em đéo nói được. Em sợ em nói nó đéo hiểu. Đi con mẹ, thế nó đéo nghĩ được cái đéo gì vậy. Đi con mẹ sang Mỹ nói tiếng Nhật, nói tiếng Việt Nam. Em xưa mày học ở bên đấy bao lâu? Ê, đi mẹ, du học Mỹ Tho, Mỹ Lồn. Uầy em ơi, địt mẹ mày bo bên kia đảo em ạ. Có mình có thể kiếm một cái ô lộ. Lên xe máy ngơi. Kiếm một cái thuyền được không? Địt con mẹ mày. Hôm nào cũng thế mày. Địt mẹ đưa lon nước này. Chờ bên kia đâu đây. Em chưa bao giờ đâm anh nhá. Em chưa bao giờ luôn. Địt mẹ hết thằng Snake cho thằng Bồ đi. Không đéo là nó phải đâm tao khoảng 3 cái. Bực vãi lồn. Quang ơi. Anh đây. Ui. Trên máy đây, trên máy đây mọi người. Vừa vào trận chơi cờ xong. Ui. Tí nữa được không em? Xong gọi em. Ok. Đi mày, mày vào chơi cờ với tao bao giờ ấy hả Quang? Cái độ phùng vào thằng nào đây anh? Đâu. Tao phải đi mày mày nói gì tao ngầu ấy đúng không? Nó vừa gọi tao là thằng ấy. Đi con. Nó là tên ở trong kịch cờ rồi em tưởng anh chip. Để độ phùng để avatar của anh luôn. Sao anh thử người đông anh Hà Đông. Xin lỗi anh nhá. Khổ vãi lồn địt mà. Chịu không ơi. Địt mà. Chửi bị chửi. Đéo biết nói gì mà địt mà. Mày là đéo chửi hết. Địt mà hôm nay tôi ngồi phòng nó, lúc mà tôi ông ngồi địt mà mày uống trà ấy. Tôi góp ý một tí về cái màu tóc của nó thôi mà địt con mẹ nó mồm nó cười nhưng mà mắt nó nhìn tôi như kiểu là địt mẹ mày đéo có cái dao ở đây nhờ. Ủa, ở Hà Nội có mẹ Donald không anh? Ủa, cảm ơn cuộc đôi ra, cảm ơn bạn nhiều, cảm ơn bạn. Có. Sao bảo hỏi em kiếm nó xa lắm vậy. Trên hồ. À đúng rồi, cái đầu tiên đúng không? Chỉ có một cái duy nhất thôi, đúng không chip. Ừ, đúng vậy. McDonald con cặc. McDonald bán. McDonald's là nói kiểu du học. Nó đọc đúng rồi mà, nó đọc chuẩn tiếng Mỹ rồi đấy ông ạ.
Mật đồn là ông lại đang ông lại đang xuống Mỹ Đình rồi đấy ông ạ. Đéo phải, trên Cao Bằng gọi là McDonald đúng không ạ? Sao? Nghe nó hơi quê hả? Quê. Điên ơi. Đi em ơi. Ôi, đang bảo giống đây nhiều vãi lộn này. What the fuck? Ôi đủ anh ơi. Đi. AK đi. Ôi. Cái đi con ơi. Hết thằng này thằng khác. Chúng mày không đâm tao không chịu được à? Vẫn là nó mà anh. AK này anh ơi. AK đây. Mày bị điên à? Đưa tao AK làm gì? Đấy. Anh đưa em phụ kiện M4 này. Không cần đâu em, anh quen không quen bán phụ kiện. Nó dễ quá. Thế nha, em cứ vứt đây nhá. Nhưng đâu? Cần. Ừ. Tí anh cần anh quay lại lần. Ô anh thử một cái compe này, có ai bán compe không? À, cho tôi phớt đi nước nghĩ mày. Đây, cho tôi phớt đi nước. Chết ít con mẹ mày, tao thoát game ra đi ngủ nhá. Không có ăn cái đái vào đầu xe của em à. Lên mẹ mày đi. Ê thằng nào có phớt đấy không cho anh cái. Đây. Không phải đấy cơ, cái này lấy làm gì? Đây, phải đây đó. Đi mẹ mày giả đây không? Nhà băng vệ sinh vậy. Ủa, anh chưa có bắt à? Đây. Ôi. Ê, mình nhau mọi người. Ta không nói gì nữa. Đi. Qua mày đi. Đừng giỏi đây. Đừng giỏi. Kệ ta. Đi. Có ngủ không nha? Ôi, đừng giỏi đây. Đưa đường 230. Đường kẹt đây. Mang ghét đâu anh cứ đâm vô đầu xe mà em quậy đi. Đi, thôi chúng mày đi. Tao không đi nữa đâu. Rõ ràng mà đúng không bố? Đi. Rõ ràng. Bực thực sự rồi. Đi mẹ chúng mày đi. Tao ở đây. Tao đéo đi đâu nữa. Số tao đi mẹ. Hôm nay không thể ra đường được rồi. Đấy. À đây. Tao đây. Kìa thấy không? Giữa đường. Ấy, tao đi lại rồi. Sao tao đi với? Chúng mày ơi. Đây cái con này quay lại đón tao với. Nhà này vừa đấy bắn đâu này, nhà này bắn đâu này, chấm 1. Đâu. Cầm mẹ ơi. Ôi em ơi. Cái lồn mẹ thằng này nhìn máu à. Địt mẹ thằng bô đéo bắn trúng ở kia viên nào đúng không? Nó đâu bố? Địt con mẹ. Bò vào nhanh vãi lồn địt mẹ mình. Thằng lồn này vừa bị nốc cái nó đã bỏ trong nhà rồi. Địt mẹ bỏ thằng anh nó ở ngoài. Địt mẹ bực thực sự luôn. Thầy đâu rồi anh? Đâu? Nó chết rồi. Chết mẹ rồi. Hay lắm. Bò nó chạy luôn anh ơi. Cầm nó, bò nó chạy. Hay lắm. À không, địt mẹ mày em ơi. Lần sau đừng đẩy như thế. Đâu rồi, thằng này. Cao, Nhiêm. Sao đéo có phương này. Kê lại anh đi. Đừng che nữa, không cứu được nó đâu. Hay lắm. Không cứu được. Quái lổ. Ui. Không cứu được. Ui, không được rồi. Ôi, không được rồi. Trời ơi. Mẹ, bên trên nữa anh. Từng. Hay em ơi. Sau xe what? Cố lên này. Kiểu gì cũng chơi lại đâu nhưng mà cố lên. Ôi trời. Nó bắn đổ xe kìa. Chết chóc quá lồn. Tao đéo hiểu sao tao bắn thằng đấy phải được khoảng 7 viên rồi mà nó đéo chết thì mẹ tao. Chắc chắn là thằng bô đéo ăn trúng thằng đấy viên nào luôn ấy. Bắn trúng một viên anh. Trúng cả luôn. Anh chạy vào anh nóc luôn mà anh có bắn được đâu. Địt mẹ mày tua lại sờ chim xem. Tao bắn 2 viên vào bả vai trái, 1 viên vào bả vai phải, 1 viên vào sườn trái. Địt mẹ mấy viên còn lại thì không nhớ. Nhưng mà trúng khoảng 7 viên. Đỗ Phùng lái là mày à?
lại hỏi là thằng nào nữa đi. Mày nó có hỏi là thằng nào đi anh? Tôi biết đấy. Ơ, nay mày bay từ mấy giờ đến mấy giờ ấy nhỉ? Xe máy, tôi từ Lord Higot tới Ta. Ôi địt mẹ mày sai rồi. Chúng mày ơi, không chúng mày ơi. Cứu. Ơi, thằng nào bắn ấy? Nó bắn đúp. Không thấy. À dưới đây. Dưới nhà dưới. Bên đồ kìa, 185 thấy không? Chạy kìa. Thấy. Ôi lũ tôi ạ. Thấy. 185 mà đồ nhìn đâu á? 6 viên rồi này. Một viên thôi nha. 185 mà. Đâu, đây à, bên này à? Đúng rồi. Nó bị lag đấy, thực ra tao nhìn đúng hướng mà. Bắn trước đi. Ôi! Ui! Địt con mẹ. Đẩy nhanh em ơi. Anh cứu anh phải nhìn như địt con mẹ phải. Này nó ném quả nết ảo vãi lồn ạ. Lồn là cái map sa mạc bây giờ nó có cái địt mẹ mìn, tao đi qua tao dẫm đúc quả mìn nổ uỳnh cái địt cụ. Tự nhiên bọn mình đang bị hối hận khi thuê cái stream Minh Hào các bạn ạ. Tự nhiên thành các thanh niên lười lao động vãi lồn. Các cháu ở đây bảo nhau làm ăn nhá. Bố đã phân đi sang chơi, bảo đi bạn các cháu ở chung với nhau, bảo ban nhau làm ăn đi. Toàn lên tầng đi mẹ. Toàn lên phòng ăn ngồi đi mẹ cả lũ ở đấy, ngồi vết chích rồi lại đi mẹ nhặt hướng dương từ 12 giờ trưa cho đến tận 8 giờ tối đi mẹ. Nếu làm cái gì cả. Ui, anh đòi anh nhỉ, anh có cởi hết quần áo không anh? Có. Đi mẹ. Anh ý anh ngồi chồm hổm hay là đặt đít lên labo anh? Ngày xưa tao ngồi chồm hổm xong từ lúc tao đi cắt chỉ xong là tao ngồi đặt đít vào labo. Mày vẫn ngồi chồm hổm à? Đúng rồi anh. Đi. Ui. Ngày xưa ngồi kiểu đấy. Xưa miền Tây toàn cầu cá cha mà. Cầu cá cha không mà anh đâu có cầu ấy đâu. Ngày xưa tao hiểu. Ngày xưa tao hiểu kiểu đấy đi mẹ mày. Cần hồi còn hút thuốc đi ỉa thì phải dễ gảy tàn vào chim vẫn luôn. Ôi. Thì đi mẹ thằng đéo là hút thuốc chả gảy tàn xuống dưới bồn. Hiểu không? Lại vòng tay xuống gầy ấy. Thì gầy bắn phát tàn lên chim thì ui rồi. Mày đi ỉa, mày có lót một cái lớp giấy xuống không? Mày mới ỉa không? Không, anh ngồi chầm hổm mà sao lót giấy được anh? Không phải. Mày phải để giấy vào mày nước phải để mà giấy vào nước để cho nó đỡ bị bẩn bồn cầu với cả nó đỡ bắn lên. Đỡ bắn. À không, không. Địt mẹ thì đi ỉa không khoa học rồi, để sắp tới anh làm. Ăn nó mới thú vị chứ anh. Tập huấn đi ỉa cho chúng mày. Quay anh ỉa anh có nhìn đơn đâu. Có, cũng đẹp lắm. Mày phải nhìn để mày xem là cứt của mày có vàng đẹp không, có đủ đi mượt không để xem sức khỏe mày như nào. Địt mẹ mày hôm nào đi cặp sách được, vở đi. Anh làm cho chúng mày một bữa về địt mẹ. Khả năng nhìn cứt đoán bệnh. Có được quay lại không anh? Được em. Có bao giờ anh bị bóp mà chả có đích luôn anh? Tao hôm nay sẽ bảo Quang ra ỉa làm mẫu chúng mày xem. Cách ngồi ỉa như thế nào cho nó hợp khoa học, quý tộc. Thế ra ỉa chúng mày ngồi, kể cả ngồi chôm. Thằng ngồi chôm mẫu thì không nói làm gì, nhưng mà thằng nào mà ngồi bệt vào cái bồn ấy, cái mà bọn gái nó hay hạ xuống để đái, mà bọn mình hay kéo lên để đái ấy. Đúng biết anh. Nhưng mà mày mà ngồi kiểu đấy thì ỉa nó sẽ đéo sướng đâu. Tại vì cái lỗ đít mày sẽ đéo mở được ra hết. Thì mày sẽ phải có một cái ghế đằng trước để mày đặt chân lên. Cái ghế cao khoảng 1 gang ấy. Đấy, khoa học đi mày đúng kiểu ngồi là nó phải như thế. Ơ thật mà, đi mày đi ỉa nó cũng là một cái nghệ thuật đấy. Nghệ nhân ỉa luôn đi. Tại vì cái hồi ngày xưa tao ỉa 3 lần cơ mà. Ui là đi bạn tất cả các tư thế ỉa như thế nào cho nó để bạn đúng khoa học ỉa nhau cho nó ra nhiều cứt nhất thì tao đây đây mọi người ơi lộn trong dòng họ luôn anh đó làm thì xem mày phản ứng như thế nào thôi còn mấy dăm ba mấy cái xe này thì xòe thì đéo nó được nhìn này sợ như kiểu địt mẹ mày đặc vụ không thấy luôn. Ê, đếm lên, đi, con mẹ lộn rồi. Đây, chạy đi, chạy đi. Địt mẹ, mày đéo ngồi xuống, mày cứ đứng lên làm đéo vậy Hương. Trông tao như kiểu nâng mày lên ấy. Chúng mày thấy nó đứng lên không, địt mẹ. Ngồi xuống có đéo mỏi.
nay đang có kiểu giết người yêu kinh. Hôm nay thằng Sa Béo vừa cho tao xem clip mà có thằng ngồi ngoài đường nó cầm mũ hiểm tự đập vào đầu. Cầm mũ hiểm như cái chiếc đầu công. Ờ đây. Đi con mẹ thề cái con sống mẹ mũ luôn đấy ạ. Vãi lộn đi. Vỡ mũ được anh ơi, đi phải đầu nó cứng vãi lộn. Thực ra nó là mấy cái đồ diễn thì phải chúng nó mua sẵn đấy mà, để nhỡ dỗi người yêu cái là đập để lấy lòng thương ngay. Mấy cái gạch với cả chai bia này thì mày bán đồ diễn ở sân khấu điện ảnh đầy. Ai tôi ra kể tôi nghe với. Tôi ra kể nó có thể hủy hoại cuộc sống của nó như thế nhỉ. Nhiều người sinh ra thì mày chột mắt, cụt tay, cụt chân hay là còn chậm não như thằng Hương này mà nó vẫn sống vui, sống khỏe. Yêu đời vãi lồn. Mà đây nó chân tay đầy đủ mọi thứ thì mày phát triển một cách hài hòa thì mày đẹp trai. Khéo mồm thì mày chụp ảnh giỏi. Mẹ mày tự nhiên đập chai bia vào đầu. Đấy đôi nhảy xuống em đỡ ra này. Uầy, chuẩn vãi lộn em. Đi con lại được ấy. Hay là em cua ngày hôm qua. Ú. Uầy, đi mà đéo nào. Chất vãi lộn. Cứ lúc lắc của tỏi. Đấy, ôi, rồi, ok, chơi luôn em ơi, không phải nghĩ. Chơi bên trái anh. Ừ. Bỏ tính đi bố ơi. Ok anh ơi. Ê, công, anh Độ đừng cover nhá. Nhanh đi bố. Nó nhìn thấy anh rồi. Đây. Đông lên anh ơi, một thằng này mới sinh đông rồi. Công đi. Công, bố, cho em. Vào đâu được. Em này, nhà đỏ, chấm 3 cho anh. Ok. Một viên ca nữa rồi, nó vào nhà sinh rồi em ơi. Nhà đỏ có người luôn nhá, ngay vào tường ấy. Trong nhà sinh 2 thằng. Ôi đi mẹ ra ngoài anh ơi. Chết rồi đây. Rồi, okay. Còn một mét trên đất ơi, Đi. Mày muốn thế thì mày vẫn lao vào. Em lao vào rồi mới nói. Xe nữa kìa. Anh đổi mắt mũ anh. Mũ nguyên đâu anh ơi. Xe nữa kìa. Không, anh có mũ hai nguyên rồi. Anh có mũ hai nguyên rồi. Xe vào. Bị lạc kìa. Trung Quốc về bắn bút cười à? Mày lao quả xe lật lộn vãi lồn. Làm sao ăn được bọn tròi trước nhở? Địt mày mà khó chịu thế. Snack. Kê cửa sổ cho anh coi. Ok. Em bắn viên đầu đấy. Từ từ anh. Đợi em đẩy chứ. Ơ chúng mày chưa đẩy à? Địt mày. Chưa. Chạy đi anh. Em tới nè. Đây. Lên game mà anh sợ cái gì nữa. Ui nghe quả nết ẩu vãi lồn. Trong phòng. Lên đi em kia cho. Ê nết. Sau lưng bắn lên đây. Sau lưng bắn. Chạy rồi. Có bọn đi bên dưới nhá. Có một thằng đi bên dưới. Ơ nó chạy ở sau đi đâu kìa. Chậm một. Anh ơi để em xuống giải cứu bạn em. Lồn nữa còn mũ. Từ từ, ở chẳng đi, sau lưng ông còn nữa. Ôi ném nét vào anh ơi. Không đến đâu. Địt còn mẹ nó rơi ngay bậu cửa. Ôi nó công rồi này. Bỏ ra cửa block nó đi, đừng cho nó bò lên. Địt con mẹ. Thôi có cái xe rồi, nó không bò được. Cố lên bôi. Này 3 thằng, team này 3 thằng mà nhím. Ừ. Có 1 thằng lẻ nữa. Cái địt con mẹ mày nó địt mẹ tại thằng Thái Linh Hương nên tao mày chết đây Hương ạ. Em nghĩ này. Nó ném quả nó mắc vô cửa. Đéo phải nó ném quả nết đập vào đầu thằng Hương xong rơi ngoài cửa sổ. Địt mẹ thì tao tưởng quả nết đấy nó đéo nổ đéo chết nữa. Thế tao ngó tao nhìn xem sắp nổ chưa. Địt mẹ. Mày lồn thật.